Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Travel. Và bài tập yoga hôm nay với chủ đề là kéo giãn lại toàn thân nằm trong chuỗi bài yoga dành cho người mới, bài yoga số 9. Bài tập này sẽ giúp bạn ôn lại cách gồng giữ lực ở cơ bụng, cách giữ thăng bằng và tăng sức chịu đựng lên cơ bắp của bạn. Nào, hãy trải thảm ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, hãy ngồi lên giữa thảm, lỏng vai, lỏng hai tay ra. Mình hít thở một vài nhịp. Bằng mũi và thở ra bằng mũi. Khuôn mặt bạn mềm ra, hai vai bạn lỏng ra và nhịp thở của bạn dài ra. Một nhịp thở cuối cùng, hít vào thật sâu và thở dài ra. Vẫn nhắm mắt, bạn mở ngang và vươn hai tay lên trời. Run dài người lên, ta lỏng phần cổ ra. Bạn đừng kéo tay sát vào mang tay nhiều quá thì làm cổ bạn bị chèn. Hãy mở rộng vai ra một chút và run dài các ngón tay lên trời. Kéo giãn người lên. Cảm nhận lực kéo từ trên các đầu ngón tay. Rướn vai lên, hít, thở dài ra. Một nhịp nữa, rướn cao người lên và đan các ngón tay lại. Mở ngửa lòng bàn tay lên trời. Lần này toàn bộ phần vai và phần lườn của bạn được kéo dài nhiều hơn. Giữ ở đây thêm một nhịp thở nữa. Hít vào, bạn rướn dài người lên và thở ra. Mở hai tay rộng ra. Tay phải bạn nắm lên cổ tay trái và kéo hết về bên phải. Bây giờ cảm nhận độ rướn của lườn bên trái. Kéo qua. Cố gắng đừng rạp người về phía trước mà mở ra phía sau. Mở ngang người, trong mặt phẳng ngang. Dùng tay trái kéo hết tay phải qua. Lườn bên trái kéo căng. Một nhịp thở nữa, hít và thở ra. Vươn hai tay, rươn lên trời. Rồi đổi bên, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Bạn kéo hết lườn phải qua bên trái. Hít vào, rồi thở rướn qua bên trái nhiều hơn. Và hít, vươn hai tay, rướn lên trời. Thở ra, bạn mở ngang tay và rướn người. Rạp về phía trước, kéo cằm dài và đưa khuôn mặt nhiều về phía trước. Hai tay mở ngang ra. Hít vào, vươn hai tay lên trời. Rướn người giãn lên. Thở ra, ra về trước, hai tay mở ngang. nhịp nữa, hít, vươn lên, thở ra, mở ngang tay, đẩy cằm, rướn khuôn mặt về phía trước. Hít vào, vươn người rướn lên và thở ra, lỏng hai tay, hạ xuống đầu gối, khuôn mặt mềm, hai vai mềm, lỏng hai vai ra. Hít và thở ra, tay phải bạn đặt lên đầu gối bên trái, tay trái đưa ra sau, xoắn người, mắt nhìn về phía sau. Lồng ngực và vai mở hết về bên trái. Một nhịp nữa hít vào và xoắn căng ra phía sau, rồi xoay về đầu thảm. Đặt tay trái lên đầu gối bên phải, tay phải bạn đưa ra sau, từ từ bẩy người và xoắn về phía sau. Mở vai, mở lồng ngực ra sau và xoay cằm ra phía sau luôn. Nhịp thở cuối cùng, bẩy hết người ra sau và xoay về vị trí trung tâm trở lại. Từ đây bạn đưa hai tay bám về phía trước hạng, lùi hai đầu gối ra sau. Mình tập một vài động tác cat cow. Hai tay bám chặt dưới sàn, hạ thắt lưng, úp chân sau và rướn mặt nhìn lên. Hít, thở ra, cuộn tròn người, kéo cằm vào lồng ngực. Hít vào, thắt lưng hạ, rướn người lên. Thở ra, cat, cuộn vào trong. Hít, thở. Hít, thở. Một nhịp nữa hít. Và thở ra. Rồi quay người về vị trí trung tâm. Từ đây bạn nâng bụng lên và siết chặt phần co, thẳng chân phải ra sau, mũi chân phải vẫn chĩa dưới sàn, nâng phần hông lên nhìn về phía trước, bám chặt tay phải và vươn tay trái về trước, người bạn kéo giãn ra từ mũi tay tới mũi chân. Giữ chặt phần hông và siết chặt bụng. Một vài nhịp thở nữa, rướn ra từ mũi chân tới mũi tay, kéo dài ra hết. Rồi thở ra, hạ tay, hạ đầu gối xuống sàn. Mình sẽ đổ bên, bám chặt hai tay, nâng thắt lưng nhìn về trước, siết chặt phần cơ bụng. Chân trái thẳng ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, nâng phần hông nhìn về trước, bám tay trái chặt. Khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng thì vươn tay phải về phía trước, rướn dài từ mũi tay tới mũi chân. Các ngón tay xòe vươn dài ra, chân đạp dài về phía sau. Một nhịp nữa thôi, hít và thở ra, hạ đầu gối, hạ hai tay, lắc hông qua bên phải, qua bên trái, mềm ra sau, bám các ngón tay về dưới sàn, nhón mũi chân và bạn đẩy dài người, giãn ra trong tư thế đao đốc. Bàn tay xòe rộng, đạp dài chân ra sau và rươn hông cao lên, thở dài bằng mũi. Hít và thở ra. Một nhịp giãn dài ra sau nữa và nhìn về trước, hạ hai đầu gối của bạn xuống sàn, đứng trong vị trí 4 điểm trở lại, bám chặt hai tay. Từ đây bạn đá thẳng chân trái của bạn ra sau, mở chân phải vuông góc, Chân trái ra sau, mũi chân trái và đầu gối thẳng hàng nhau, tay trái bám dưới sàn, nâng người lên, kéo người trong mạch phẳng ngang, giữ cho mũi chân chỉ căng ra sau và vươn tay trái theo đầu, rươn dài ra, hít chậm, thở dài ra, giảm căng từ các đầu ngón tay tới mũi chân. Nếu được, bạn xoay mặt nhìn theo tay luôn. Một nhịp nữa, rướn dài người ra, cố gắng giữ được thăng bằng. Và thở ra, chống tay trái xuống sàn, hạ đầu gối và kéo chân phải vào trong. Lắc nhẹ hai bên. Mình đổi bên, đứng trong vị trí 4 điểm. Bám hai tay chặt, bạn đưa chân phải ra sau và mở chân trái, vuông góc, bám chặt tay trái, chỉ chặt mũi chân phải, nâng người lên và rướn dài tay phải theo đầu, từ các ngón tay tới mũi chân phải, rướn căng ra thành một đường thẳng, kéo dài người và ngẩng mặt nhìn lên luôn. Cố gắng bám chặt tay và chống chặt mũi chân phía sau để giữ thăng bằng. Đầu gối giữ chặt dưới sàn. Một nhịp nữa, rướn dài người theo hai chiều, hít rồi thở ra, chống tay, hạ đầu gối xuống sàn, lắc hông mềm qua bên phải, qua bên trái, lỏng lưng ra, lỏng vai ra. Từ đây bạn lùi ra sau và ngồi rạp trong tư thế em bé, trán rạp xuống sàn, tay vươn về trước, thõng ra. Cố gắng dùng ý thức để ép phần mông rớt vào phía sau nhiều hơn, kéo phần thắt lưng giãn ra. Nhịp hít và thở dài ra bằng mũi. Một nhịp nữa, hít vào sâu rồi thở dài ra, kéo hai tay bên cạnh đầu gối, chống hai tay và ngồi lên lộn. Sẵn sàng chưa nào? Đứng lên đầu thảm và bắt đầu chuỗi chào mặt trời. Mũi chân khép, gót chân mở ra, hai tay mở rộng trong tư thế trái núi, nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, kéo giãn lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, rướn lưng về trước và rạp dài xuống, hai tay bên chân. Hít vào, nhìn lên, rướn lưng và thở ra, rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, phủi thảm, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Từ vị trí này, bạn đạp thẳng đầu gối phía sau, đưa tay trái chỉ dài về sau và vươn tay phải về phía trước, kéo dài người theo hai chiều. Hít, thở dài ra. Một nhịp nữa, rướn tay nhiều hơn về trước, kéo căng tay trái về sau, hít vào. Rồi, thở ra, từ từ lật tay phải nâng lên trời, rướn cao tay phải lên, chĩa tay trái dưới sàn, giữ chặt hông. Hít chậm, rướn, thở ra, chậm. Nhịp nữa, hít chậm, rướn lên và thở ra, đổ rạp người về trước, kéo dài từ ngón tay phải tới ngón tay trái, rồi rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế đao đó, đẩy rạp người, giãn lưng lên, vươn về trước trong tư thế plank pose, nằm rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng lên trong tư thế rắn hổ mang và đẩy ra sau trong tư thế đao đó, đẩy dài người, thở hết ra. Từ đây bạn đá chân phải cao lên trời, mũi chân phải chĩa lên ráp lồng ngực xuống và bước chân phải lên giữa hai tay, bước cao về phía trước, nhọn các đầu ngón tay thẳng đầu gối sau và rướn ngực nhìn về trước. Tay phải bạn chỉ ra sau, các ngón tay căng ra rướn, tay trái đưa về phía trước, kéo dài người theo hai chiều, gót chân đạp căng ra sau, đầu gối chân phải chỉ về trước luôn. Hít, thở ra, giữ một nhịp nữa, kéo dài ra, rồi lật tay trái nâng lên trời, rướn tay trái, kéo người lên và tay phải kéo xuống sàn. Giữ hông chặt và thẳng đầu gối phía sau, một nhịp kéo dài ra, rồi đổ về phía trước, tay trái đổ dài về trước, tay phải kéo căng ra sau, người giãn dài. Hít sâu, thở ra, một nhịp rướn nữa, hít sâu, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau, đẩy hông lên trong tư thế đao đó, rạp người về sau, vươn người về trước trong tư thế plank pose. Bạn có thể hạ đầu gối, bụng ngực cầm hoặc là đổ người xuống trong động tác chaturanga, lật lồng ngực, ốp dog hoặc là động tác cobra, đẩy ra sau, động tác down dog, lắc hông nhẹ bên phải, bên trái, rạp hông và thở dài ra. Từ vị trí này, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm trở lại. Thả lỏng đầu, thở ra, hít vào, rướn lưng nhìn song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên luôn, rướn dài người, giãn lưng, vươn các ngón tay lên và chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít chậm, thở dài ra. Mình tiếp tục nha. Hai chân của bạn mở rộng ra bằng hông, hai tay bạn chống lên hông, hai chân bạn mở rộng ra bằng hông, dồn lực lên chân phải và nhón mũi chân trái lên. Từ đây bạn nâng đầu gối trái lên khỏi sàn và vươn hai tay chỉ thẳng lên trời, kéo hai tay cao lên, giữ được thăng bằng lên chân phải. Một nhịp, hít vào, rướn cao tay và thở ra, rạp hai tay xuống sàn, đồng thời bước chân trái ra phía sau, nhìn về phía trước. Hít, rồi thở ra, chống tay trái dưới sàn, vươn tay phải và kéo tay phải cao lên trời, kéo cho hai vai của bạn xa phần cổ ra. Tay phải vươn cao lên, tay trái đạp chắc chống chắc dưới sàn, giữ thăng bằng. Hít vào sâu, rướn tay cao, rồi thở ra nhìn về trước, chống tay phải, rướn khuôn mặt ngẩng lên, hai tay đưa vào trong, bước chân phải của bạn ra sau trong tư thế down dog, giãn người ra sau, thở ra, vươn về trước, tư thế rắn hổ mang, đổ xuống sàn, uốn lưng, ngẩng mặt nhìn lên và đẩy ra sau, tư thế down dog trở lại, để dài người. Và thở ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy lên đầu thảm, rạp lồng ngực, thở ra, hít vào, lưng song song mặt đất nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên luôn, rướn dài người. Bây giờ các ngón tay chĩa cao lên, hai chân mở rộng ra bằng hông, nhón mũi chân phải và dồn lực lên chân trái. Sau khi bạn cảm nhận được toàn thân thăng bằng rồi thì nâng đầu gối phải lên. Hít một hơi sâu, Rưỡn các ngón tay và vươn dài người lên. Thở ra, rạp xuống, bước chân phải về phía sau, nhìn về trước. Đặt tay phải xuống sàn và vươn tay trái lên trời. Kéo dài các ngón tay và đầu gối sau, cố gắng nâng cao lên. Nhớ lại, hít. Rồi, thở ra. Một nhịp nữa, các ngón tay trái vươn cao lên, hít sâu. Rồi thở ra, chống tay trái xuống sàn, rút chân trước ra sau. Trong tư thế đao đót, đẩy dài người ra sau, vươn về trước và đổ người xuống sàn. Uốn lưng trong động tác, rắn hổ mang, đẩy ra sau. Trong tư thế đao đót, đẩy dài lưng, thở ra, khuỵu hai đầu gối. Nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy lên đầu thảm. Rạp dài lưng, hít vào, nhìn về trước. Thở ra, rạp sâu xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời và co đầu gối, chân trái lên luôn. Rưỡn cao người, dẹn lưng lên. Thở ra, bước chân trái ra sau, ngẩng mặt nhìn về trước. Lần này hạ đầu gối, chân trái dưới sàn. Chân phải bạn mở rộng ra tới mép thảm luôn. Úp tay trái xuống và mở ngửa lòng bàn chân phải. Dùng tay phải đẩy đầu gối phải xa ra và xoay mặt nhìn vào phía sau. Cảm giác phần háng được mở ra. Dùng bàn tay phải đẩy đầu gối xa người ra nhiều hơn. Một nhịp nữa, hít vào. Rồi thở ra, xoay mặt về phía đầu thảm. Đóng bàn chân phải dưới sàn, chống hai tay, nâng đầu gối sau, rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván. Giữ chặt hông trong tư thế tấm ván. 1, 2, 3, 4, 5 và đổ rạp người xuống. Hít vào, ốp đót hoặc là cobra. Thở ra, đao đót, đẩy ra sau. Từ đây đá chân trái cao lên và bước ra ngoài bàn tay trái. Hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau, mở lòng bàn chân trái ra. Dùng tay trái đẩy lên đầu gối và xoay mặt nhìn ra sau. Dùng tay đẩy đầu gối xa hơn chút nữa. Một nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở ra, rạp về trước, bám tay. 5 nhịp lanh tiếp theo nha. Bám chặt tay, rút chân trước ra sau và giữ trong tư thế plank. 5, 4, 3, 2, 1. Nằm rạp người xuống, hít vào. Nâng lồng ngực, rưỡn lưng lên và thở đẩy ra sau trong tư thế đao đót. Lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai và rạp dài người ra sau. Từ đây bạn khuỵu hai đầu gối và chẹo hai chân, ngồi lên giữa thảm, lùi hông ra sau. Nhắm mắt và hít thở một vài nhịp. Rồi, đưa hai chân của bạn về phía đầu thảm, gót chân và mũi chân chập lại, hai tay đưa ra sau, chỉ các ngón tay về hông, bám chặt hai tay dưới sàn. Hít vào, bạn sẽ nâng hông lên khỏi mặt sàn và đẩy thẳng tay, bám ngón chân dưới sàn. Bắt đầu, 1, hít vào, nâng dài người lên, thở ra, rạp hông xuống. 2, nâng người dài lên, thở ra, hạ xuống. 3, nâng hông cao lên nữa, hạ xuống. 4, nâng lên, rưỡn lên, hạ xuống. Nào, một nhịp cuối cùng, bám chặt tay, đạp chắc chân. Hít vào, nâng lên và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ hông xuống sàn, thả lỏng vai, thả lỏng tay ra. Từ vị trí này, hai chân của bạn mở rộng ra bằng hông. Hít vào, vươn hai tay, kéo dài, người giãn hết, lưng lên, rướn lên, các ngón chân chỉ cao, tay rướn lên, thở ra rạp về trước, rạp xuống chút nữa, rạp thêm chút nữa, rướn về trước nhiều hơn. Nếu được, bạn hãy dùng tay nắm lấy bàn chân và kéo căng lưng về trước, bàn tay bạn đạp vào bàn chân để tạo lực bẩy, kéo người rướn về trước nhiều hơn. Thở dài, giãn ra, thở ra và nhìn thẳng về phía trước. Một nhịp nữa, hít sâu, rướn cằm, kéo lưng dài về trước và thở ra, vươn hai tay, nâng người lên trời trở lại, rướn lên, mềm hai tay và thả lỏng hai tay ra, nằm dài, người ra thảm, thạp hết xuống sàn, hai tay úp bên cạnh chân, hai đầu gối, hai chân chống lên bên cạnh mông. Hít vào, bạn nâng thắt lưng lên trong tư thế cây cầu, hông nâng lên, hai tay đan vào dưới lưng, kéo hai bả vai sát vào nhau và đẩy lồng ngực cao lên, đạp chặt hai chân. Rướn hông cao lên một nhịp nữa, hít, rồi thở mở ngang hai tay và hạ thắt lưng, hạ chậm thắt lưng xuống dưới sàn, lắc hai đầu gối qua bên phải, qua trái, lỏng thắt lưng ra và ôm đầu gối sát vào lồng ngực, ép lưng xuống sàn. Vươn hai tay lên trời, nâng hai chân lên, lỏng tay, lỏng chân ra và thả đột hai chân dưới sàn, mềm hai tay xuống. Toàn bộ người nằm dài ra và thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Nếu bạn có thời gian, hãy giữ trong tư thế thả lỏng này 3 đến 5 phút cho cơ thể bạn được thư giãn và được nghỉ ngơi. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bền và blog Yogi Travel VN. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút like để chờ bài tập tiếp theo nhé. Namaste!